Đan Mạch và Tunisia ở World Cup Qatar 2022 là bảng D, với sự góp mặt của nhà đương kim vô địch thế giới Pháp. Và đại diện của châu đại dương là Australia, áp lực mà Đan Mạch phải chịu là rất lớn. Với lượt đấu đầu tiên chỉ phải gặp Tunisia, đội bóng không được đánh giá quá cao ở bảng đấu này thì khả năng có điểm của Đan Mạch cũng được các chuyên gia đánh giá cao hơn đối phương. Nhìn vào tương quan lực lượng của các đội thì rõ ràng Pháp và Đan Mạch đang là những ứng viên sáng giá cho hai tấm vé đi tiếp ở bảng D. Thậm chí, nếu nói sức mạnh của Pháp và Đan Mạch là vượt trội so với Tunisia và Australia thì cũng chẳng sai. Thế hệ bóng đá lúc này của Đan Mạch được xem là tiến bộ hơn rất nhiều so với quá khứ. Tại Euro 2020 vừa qua thì đội tuyển của họ cũng đã có lần đầu tiên đi sâu nhất khi vào đến bán kết, thi đấu cuột cường và chỉ bị loại bởi đội tuyển Anh ở những phút chót. Đan Mạch đến với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh bằng ngôi vị đầu bảng ở vòng loại, qua đó khẳng định vị thế của mình trong bản đồ bóng đá ở châu Âu. Với một tập thể cầu thủ còn trẻ và giàu nhiệt huyết, Đan Mạch cũng nằm trong số các đội tuyển được dự đoán sẽ tạo nên bất ngờ tại giải đấu lần này. Lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển Đan Mạch với Tunisia. Đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau ở một giải đấu cao nhất hành tinh. Trước đó, Đan Mạch thắng Tunisia trong khuôn khổ trận giao hữu năm 2002. Lần chạm trán này hứa hẹn mang đến cho khán giả yêu bóng đá tấn công một bữa tiệc thịnh soạn, hoành tráng. Tỷ lệ kèo trận đấu Đan Mạch với Tunisia World Cup 2022 mới nhất. Đan Mạch đến với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh bằng ngôi vị đầu bảng ở vòng loại, qua đó khẳng định vị thế của mình trong bản đồ bóng đá ở châu Âu. Với một tập thể cầu thủ còn trẻ và giàu nhiệt huyết, Đan Mạch cũng nằm trong số các đội tuyển được dự đoán sẽ tạo nên bất ngờ tại giải đấu lần này. Trận này nên đánh tỷ số bởi vì tỷ lệ kèo bóng đá đội xanh đội trên ăn quá ít tiền. Nếu bạn hay đánh kèo châu Âu thì có thể cầu may mắn đánh Tunisia bởi vì tỷ lệ kèo tử ăn quá nhiều. Tỷ lệ kèo chi tiết như hình dưới. Dự đoán kết quả tỷ số Đan Mạch với Tunisia. Dù chưa phải là một thế lực thật sự của bóng đá châu Âu, nhưng sự tiến bộ của Đan Mạch cũng là điều đã được thể hiện rõ trong những năm gần đây. Với sức trẻ cộng với sự nhiệt huyết, Kasper Edzulman cũng đã khai thác rất tốt điểm mạnh của các học trò khi thành công với lối đá phòng ngự phản công hiệu quả. Ở đấu trường lớn nhất hành tinh, chắc chắn câu chuyện cổ tích mà Eriksen và các đồng đội sẽ được viết tiếp. Với đối thủ là Tunisia chưa bao giờ được đánh giá cao, một chiến thắng cho Đan Mạch là điều dĩ nhiên. Tỷ số: Đan Mạch 1-0, 2-0 Tunisia. Kèo tài xỉu, xỉu. Kèo trên dưới, Đan Mạch. Kèo phạt góc, xỉu. Đây chính là tin tức đắt giá để các anh em phân tích soi kèo cá cược Đan Mạch với Tunisia thuận lợi nhất. Do vậy, anh em đừng bỏ qua dữ liệu này nhé.